Ê, cười gì đấy? Con lái ra đây ba, ba vòng lên nào, ra đây, lên xe ba nào. Đi đâu rồi? Đi đâu vậy? Sao lại ra đó? Cô gì chú mắt xem view này. Đi trong góc trốn về hả? Đòi vượt biên hả? Mẹ đi rồi nên giờ có hai mẹ con ba còn nhà thôi. Mẹ Thương đang đi lấy đồ nên là mẹ Thương giao nhiệm vụ là ba ở nhà trông mưu. Đấy, giao nhiệm vụ cho ba cái ở nhà trông mưu. Ra đây ba, ra đây. Ra đây. Hả? Ra đây ba chứ. Cười à? Hai ba con ở nhà ngoan thế này mẹ yên tâm nhỉ. Ba ở mà ở nhà trông mưu thì quá tuyệt vời luôn. Kiểu dụ lên xe đâu đâu đó hả? Thôi cười à, đây cô dì chú bác xem này đấy. Con lấy ba hả? Con lấy ba không? Lên xe ba lên sao? À, con tự con trèo lên sao? Tự trèo lên được không? Ừ? Trời ơi, đó, đó, cô gì thấy biết chưa? Chân thấy chưa? Đó, đòi trèo thấy chưa? Đòi trèo lên ba hả? Đâu ra vậy? Rồi, để ba bồng lên, để ba bồng lên, để ba bồng lên. À, con lên xe sao cho cô gì chú xem nào? Tay con đặt đâu để lên xe ba? Rồi, con đặt đâu? À, cô gì chú bác xem này. À, đưa tay đây. Thầy cứ mới quay rồi. À, đúng rồi. À, bác yeah, lên xe rồi. Lên xe rồi, cô gì chú bác ơi. Lên xe rồi. Em giỏi chưa? Má má. Mẹ đâu? Má đâu? Mẹ đâu? Mưu được cái hay rồi mọi người. Ví dụ như là thèm sữa là kêu ma 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 mẹ 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 luôn, ngủ là mẹ mẹ mẹ, còn đi chơi là ba 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 hả? Giờ kêu ba kêu mẹ ba à à. Rồi đi ra ngoài chơi nha. Đây tiền đây thì lúc mà mẹ Thương đang đi vắng thì hai ba con sẽ bán hàng. Trên clip này thì Khánh với Miu sẽ hai cha con Khánh sẽ giới thiệu đến cho cô dì chú bác anh chị ông bà một cái loại ngũ cốc dinh dưỡng thì cả nhà mình có thể là dùng vào mỗi ngày nha. Đây là một loại ngũ cốc mà bên Khánh đang làm, thì cái dòng sản phẩm này thì nó kết hợp từ 23 loại ngũ cốc khác nhau được nghiền nhỏ lại và mình có thể sử dụng trực tiếp sau khi mình mở hộp mình quấy lên mình uống thôi, một ngày 1 đến 2 ly gì đấy rất là tốt nha. Thì ngũ cốc này nó có những cái thành phần như là óc chó, maca, óc chó vàng, hạnh nhân, rồi đậu xanh, đậu đen, đậu gà, đậu lăng, đậu gà, hạt chia, đông trùng hạ thảo, gạo lứt, hạt sen, việt quất, vừng, táo cùng với thực vật bột chuối. Thì đây là một loại ngũ cốc mà ai cũng có thể sử dụng được nhé, từ 1 tuổi trở lên là có thể uống được cái ngũ cốc này rồi, uống rất là ngon luôn ạ. Thì ngũ cốc này thì vị của nó ngọt vừa, thơm béo ngậy, nói chung là rất là dễ uống cho nên cả nhà mình ai cũng có thể sử dụng được và rất là nhiều những cái cô chú đã dùng rồi, rất là ngon ạ. Khánh đảm bảo với mọi người là rất là ngon luôn. Cái này nhà Khánh cũng sử dụng hàng ngày mà. Một hũ như vậy là trọng lượng 500 g, giá là 250.000 đồng. Nhưng mà nếu mọi người mua trong video clip này bình thường phí ship 28.000 đúng không? Hôm nay Khánh miễn phí ship luôn. Có phải bây giờ mua với giá 250 là miễn phí ship luôn. Bình thường hai hộp mới được miễn phí ship nha. Để rồi, đó cô chú bác ông bà nào mà quan tâm thì có thể ủng hộ Khánh nha. Cái này ngũ cốc nhà Khánh trực tiếp đặt tại nhà máy để họ làm và Khánh trực tiếp phân phối luôn, có số điện thoại của Khánh sau này luôn. Cả nhà mình uống quen rồi có thể gọi trực tiếp đến số này để mua. Rồi, cả nhà mình mua ủng hộ nhé. Hộp nửa ký giá 250 ngàn miễn phí ship, ủng hộ cho hai ba con Khánh nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Xin chào cô dì chú bác anh chị nha. Tạm biệt.